Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thảm án bên giếng cô Tiên. Vào một buổi sáng, Bùi Đức Lợi, sinh năm 1979, chú thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, cầm hung khí tự chế, cuộn dây thừng nhỏ, chiếc khăn bông, cái cuốc và một túi bánh từ xã Hạ Long lên đồi máy bay, huyện Vân Đồn chặt cây giống về trồng. Đến khu vực lưng chừng đồi, nghe có tiếng chặt cùi và bóng người, hắn nảy sinh ý định cướp tài sản, nên lần theo tiếng động đến gần, nép sau một gốc cây quan sát, thấy chị Nguyễn Thị Duân, sinh năm 1969, chú xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, cùng hai con là Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Văn Lâm đang chặt củi để thực hiện ý định đen tối. Lợi lấy khăn bịt mặt, chỉ để hở hai mắt, hung khí sẵn sàng. Đúng lúc này, ba mẹ con chị Duân cũng chuẩn bị về. Hai đứa con đang ríu rít trò chuyện thì bất ngờ nam thanh niên bịt mặt Lợi từ trong lùm cây nhảy bổ ra chặn đường, dùng hung khí uy hiếp, rồi lấy sợi dây thừng buộc trâu đã chuẩn bị sẵn ra chói Lâm và Mai. Đúng lúc này chị Duân cũng đi tới. Lợi dùng hung khí để thị uy và yêu cầu nộp 1 triệu đồng chuộc con. Chị Duân bảo không có tiền, bị Lợi kéo thốc lại, chói tay cùng với hai con và bắt họ đi trước. Hắn cầm một đầu dây thừng, tay lăm lăm hung khí đi sau. Khoảng 5 phút tới khu vực giếng cô Tiên, Lợi dừng lại quấn dây quanh người hai cháu rồi chói chặt vào gốc cây, cởi trói cho chị Duân và tiếp tục uy hiếp đòi tiền. Do không có nên chị Duân chỉ còn cách quỳ xuống van xin. Nhưng Lợi vẫn không tha, bắt chị xuống đồi và định cưỡng bức. Nhưng chị Duân không đồng ý. Lợi điên tiết vật ngã chị xuống đất, lấy 30.000 đồng trong áo chị. Chị Duân vung vẫy, chống cự, liền bị Lợi lấy hung khí trong bó củi vay nhiều nhát, khiến chị bất tỉnh. Nghĩ chị Duân đã qua đời, Lợi đạp thi hài chị xuống vực. Rất may là do mắc vào một cành cây nên chị tỉnh lại. Thấy vậy, Lợi lại trượt xuống, phay tiếp và đạp chị xuống vực sâu. Về phần Lâm, khi được Lợi cởi trói để bắt quay về lấy tiền, cháu xông vào giật khăn bịt mặt của Lợi rồi bỏ chạy. Bị hắn đuổi theo, dùng hung khí phay qua đời tại chỗ. Sau đó Lợi lại vác thi hài Lâm vất xuống vực và quay lại cởi trói cho Mai. Thấy nạn nhân sợ hãi vùng chạy, Lợi đuổi theo dùng hung khí làm cháu gục xuống. Lợi vác Mai lên vai đi về phía xã Đoàn Kết. Đang đi, hắn nổi tà niệm và trong lúc đang giở trò thì Mai tắt thở, nên Lợi vội vã vác thi hài ném xuống một khe suối cạn thuộc thung lũng cô Tiên. Xong việc, hắn vứt tang vật ở bìa rừng rồi bỏ về nhà đốt hết tiền và bộ quần áo vấy huyết trên người. Thấy ba mẹ con chị Duân không về, hôm sau anh Nguyễn Văn Vương, em trai chị Duân cùng mọi người đi tìm theo hướng đồi lên giếng cô Tiên thì thấy một vết trượt dài bên cạnh ta luy. Anh Vương theo vết trượt xuống khoảng 20 mét thì gặp chị Duân trong trạng thái bất tỉnh, có nhiều vết thương, liền đưa về bệnh viện huyện cấp cứu và báo với cơ quan công an. Sau khi chị Duân tỉnh lại và thông tin chi tiết, anh Vương và lực lượng công an đã ngay lập tức tổ chức tìm kiếm, nhưng đến ngày hôm sau mới tìm thấy đại thể cháu Lâm, cách đường mòn trong rừng khoảng 10 mét. Riêng cháu Mai được phát hiện khi anh Bùi Công Tương ở xã Đoàn Kết xuống khe cạn ở khu vực giếng cô Tiên để lấy củi, bắt gặp một thi hài người đã phân hủy, chỉ còn lại xương. Hung thủ sau đó đã bị bắt giữ. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã tuyên xử tử hình đối với Bùi Đức Lợi. Quá khứ bất hảo chìm ngập trong phim cấm.
Bùi Đức Lợi là con trai duy nhất trong gia đình. Bố Lợi là người nghiện rượu. Trong những cơn say, ông thường xuyên dạy dỗ hai mẹ con bằng những nắm đấm. Mỗi lần như vậy, Lợi thường nhốt mình trong phòng để luyện phim xã hội đen, phim đồi trụy. Những ngày tháng đau khổ đó cứ kéo dài, khiến Lợi trở nên chai lì, vô cảm. Càng ngày, Lợi càng lâm ly, ít nói và có khuynh hướng bạo lực. Chính bởi tuổi thơ không bình thường đó đã ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và lối sống của Bùi Đức Lợi sau này. Có lẽ cũng từ đó, hắn trở thành một kẻ bệnh hoạn, có thủ đoạn gây án sặc mùi xã hội đen. Không chỉ riêng vụ cướp sát hại ba mẹ con chị Duân, mà trong hàng loạt án mạng nghiêm trọng gây ra sau đó, Lợi đều sử dụng chung một phương thức gây án, dùng hung khí uy hiếp, nát chỉ thiên để cướp tiền. Nếu nạn nhân kháng cự, Lợi đều lạnh lùng nổ hung khí sát hại ngay để răn mặt những người còn lại. Trong trại tạm giam, khi tường thuật lại những vụ án man dợ này, nét mặt Lợi lạnh như băng, không hề biến sắc. Hắn kể lại một cách tỉ mỉ, rõ ràng, danh mạch từng chi tiết, khiến các điều tra viên cũng phải lắc đầu trước tên sát thủ. 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1 năm 2007, Lợi cầm khẩu hung khí nóng, đội mũ len, bịt mặt, đột nhập nhà ông Nguyễn Sĩ Điều. Lúc này vợ chồng ông Điều, bà Lân đang xem tivi ở phòng khách, cửa chỉ khép hờ. Vừa vào nhà, Lợi dùng súng đe dọa hai vợ chồng đòi nộp tiền. Ông Điều bảo không có thì hắn nã vào tường đe dọa và bắt dẫn đi tìm. Sau khi lục soát lấy được vài chục nghìn, Lợi lấy một đoạn dây đưa cho bà Lân, bắt bà trói chồng lại. Xong việc, hắn lục soát lấy 30 triệu đồng rồi khóa cửa, nhốt vợ chồng ông Điều lại, bỏ trốn. Vụ tiếp theo là vào 20 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2007. Lợi đội mũ len, bịt kín mặt, cầm súng đột nhập nhà anh Trần Văn Hậu ở tổ 16, khu 2, phường Cửa Ông cướp tài sản. Lúc này chị Nhung, vợ anh Hậu đang lau nhà thì bị Lợi dí hung khí vào đầu, bắt dẫn lên tầng 2 nhà. Tới nơi thấy anh Hậu và con trai Trần Minh Thắng đang xem tivi. Lợi nã vào tường để đe dọa và khống chế rồi bắt nộp tiền. Thắng lấy 1 triệu đồng đưa cho Lợi. Hắn tiếp tục lục soát lấy tiếp 200.000 đồng, một đôi hoa tai, 3 nhẫn vàng, một đồng hồ radio rồi trói mọi người lại, biến mất. Vẫn với thủ đoạn cũ, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1 năm 2007, Lợi đã treo tường đột nhập nhà ông Phan Đình Hùng ở tổ 92, khu Đồn Điền, Hà Khẩu, Hạ Long. Anh Phan Đình Tường, con trai ông Hùng cho biết, lúc xảy ra vụ án, anh đang tán gẫu cùng em gái thì nghe kêu cướp và tiếng nổ. Anh đi ra thấy một người đội mũ len, bịt kín mặt, tay lăm lăm hung khí và đòi 1 triệu đồng. Anh lèn ra ngoài gọi điện sang nhà ông Toại, hàng xóm cầu cứu. Với nhiều tội ác đã gây ra, Bùi Đức Lợi đã nhận lấy bản án tử hình từ Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.